Xin chào các bạn. Như ở video trước tôi đã giới thiệu đến các bạn một thiết bị gọi là Bluetooth, biến cái loa thường thành loa Bluetooth có thể bắt phát nhạc không dây. Thì hôm nay tôi giới thiệu với các bạn thêm một thiết bị khác. Cái thiết bị hôm bữa tôi giới thiệu với các bạn á là thiết bị nhận Bluetooth. Thì hôm nay tôi giới thiệu thêm các bạn một thiết bị nữa là thiết bị có hai chức năng là vừa phát và vừa vừa nhận Bluetooth. Và ở đây tôi mua hai thiết bị với giá là 275.800, tức 276.000. Và bây giờ tôi sẽ khui cái hộp này ra cho các bạn cùng cùng xem. Tôi sẽ khui ra các bạn cùng cùng xem. Đây. Đây là thiết bị, hai thiết bị này và là giá. Hai thiết bị giá là 275.800. 275.800. Và cái này là tôi mua ở trên Tiki. Thì cái hộp này nó có chức năng là phát và nhận Bluetooth luôn. Ví dụ như một số thiết bị nó có chức năng là nhận thôi, chứ nó không có chức năng phát Bluetooth, thì chúng ta có thể sử dụng nó để làm thiết bị phát. Đây, hộp. Và đây nó có cái cổng USB để cắm nguồn, cấp nguồn. Thì chúng ta cũng giống như hôm bữa, chúng ta cắm cái đầu cổng USB này vào cái cổng sạc, hoặc là nếu các bạn sử dụng máy tính nhá, thì các bạn có thể cắm cái cổng USB này vào cái lỗ USB trên trên máy tính. Ví dụ như máy bàn của chúng thường thường máy tính xách tay á thì sẽ có chức năng là phát Bluetooth, nhưng máy bàn thì không, thì chúng ta có thể cắm cái này vào máy tính bàn, vào cổng USB của máy tính bàn để cấp nguồn. Sau đó lấy cái dây này cắm vào cái cổng pha nhạc, đầu ra nhạc của máy tính, và tạo thành một cái thiết bị phát Bluetooth. Ở đây tôi có hai thiết bị, tôi mua hai thiết bị làm sao? Để tôi test cái chức năng là vừa thu vừa phát của cái thiết bị này. Tức là nó có thể vừa phát vừa thu. Đây. Hai thiết bị. Lưu ý các bạn là nó có chức năng vừa phát vừa thu. Ví dụ một số máy bàn mà các bạn muốn phát nhạc ra loa Bluetooth hoặc loa không dây, thì các bạn phải có thiết bị phát. Chứ bản thân máy tính bàn thì thường thường không có Bluetooth. Hoặc là một số thiết bị khác như như sau cái sau cạc này của tôi chẳng hạn. Cái sau cạc này nó có chức năng nhận. Đây là cái sau cạc V8 Plus, nó có chức năng nhận Bluetooth chứ nó không có chức năng phát Bluetooth, thì chúng ta có thể sử dụng cả. Tí tôi sẽ test thiết bị này, test bằng thiết bị này và test bằng tôi sẽ test hai hai cái, một cái là tôi sẽ test bằng máy tính bàn và một cái tôi sẽ test bằng bằng cái sao cạc này để phát ra loa máy tính, phát ra loa.
Và bây giờ tôi sẽ tiến hành test cho các bạn quan sát. Và ở đây mình có một cái máy tính bảng và mình sẽ dùng cái thiết bị này. Mình sẽ bật chức năng phát của nó lên và sau đó mình sẽ cũng dùng cái thiết bị như thế này, nhưng mà mình có mua hai thiết bị, mình dùng một thiết bị thứ hai, mình sẽ cắm vào. Mình sẽ cắm vào để mình dùng dùng thiết bị nhất. Bây giờ mình sẽ tiến hành thực hiện nhé. Các bạn cùng quan sát. Ở đây mình sẽ cầm cái cắm cái này vào cổng USB của máy tính để cấp nguồn. Để cấp nguồn. Rồi, mình cắm vào nha. Đây. Cắm vào cổng USB. Như thế này. Và khi cắm vào thì nó sẽ sáng sáng nguồn lên. Rồi. Và cái dây này dây 3.5 mình sẽ cắm vào, một đầu mình cắm vào thiết bị và một đầu mình cắm vào đầu ra của loa máy tính. Đầu này cắm vào đầu ra của loa máy tính là cái lỗ màu xanh. Như vậy là mình đã cắm xong cho thiết bị phát. Và bước tiếp theo mình sẽ cắm bước tiếp theo mình sẽ cắm thiết bị thứ hai vào thiết bị nhận, là chính là cái loa máy tính của mình. Và đây là cái loa vi tính của mình. Đây là dây loa, một đầu mình đã cắm vào loa và một đầu là đầu 3.5. và đầu 3.5 này mình sẽ cắm vào thiết bị phát. Lúc nãy mình đã, xin lỗi, cắm vào thiết bị thu. Lúc nãy có một thiết bị mình đã cắm vào thiết bị phát. Đây, mình tháo cổng USB ra, cắm vào đây như thế này. Và cái đầu này mình sẽ cắm vào cổng nguồn được. Có nguồn điện thoại để cấp nguồn cho thiết bị. Và đây dây 3.5 đã cắm vào thiết bị và mình sẽ cấp nguồn bằng cổng sạc điện thoại như thế này. Và lưu ý các bạn là thiết bị nó phải ở chế độ RX và các bạn chờ một chút. Rồi, đây là chế độ RX. Còn đối với thiết bị nhận thì các bạn phải đặt ở chế độ TX là chế độ phát, còn chế độ RX là chế độ thu. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ TX để phát từ máy tính bằng cách nhấn giữ hai nút âm lượng ở hai bên, nhấn cùng lúc. Rồi, đã chuyển qua TX và lập tức nó nhận thiết bị là T11. Các bạn chờ một chút, nó sẽ nhận thiết bị là T11, là thiết bị, là tên của thiết bị thu. Đó, ok. Như vậy là đã kết nối thành công. Và các bạn quan sát ở bên thiết bị thu cũng là RX và thiết bị là T11. T11. Các bạn quan sát thật.
Và thưa các bạn, bây giờ mình sẽ mở YouTube lên và mở một video lên để phát âm thanh ra loa máy tính bằng thiết bị thu và phát không dây. Ví dụ mình sẽ mở video này và các bạn đã bắt đầu nghe thấy âm thanh của máy tính phát ra loa. Đây, đây là loa âm thanh phát ra loa máy tính. Nhìn vào chặng đường phát triển và bề dày thành cô giáo Hồ Thị Liễu sinh ngày 20 tháng 7 năm 1966 tại xã Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Lưu. Và đây là thiết bị loa. Đây là thiết bị thu. Và đây là thiết bị phát. Với thiết bị này thì các bạn có thể biến mà các thiết bị không có chức năng thu phát Bluetooth thành các thiết bị có chức năng thu phát Bluetooth. Có thể biến các máy tính không có chức năng Bluetooth thành các máy tính có chức năng Bluetooth. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách kết nối thiết bị thu phát Bluetooth, biến máy tính bảng có chức năng phát Bluetooth kết nối ra loa. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn phát từ sao card, phát từ sao card ra loa máy tính. Và đây mình có một thiết bị sao card như lúc nãy mình đã giới thiệu với các bạn. Thì đầu này mình sẽ cắm vô sạc điện thoại để cấp nguồn cho thiết bị. Và một đầu mình cắm ra đầu ra của sao card. Và đầu còn lại mình cắm vô thiết bị. Sau đó mình bật sao card lên. Rồi, mình đã bật sao card lên. Và mình sẽ kết nối âm thanh từ điện thoại ra sao card. Và kết nối Bluetooth với sao card đã kết nối là V8 Bluetooth đã kết nối. Cái này là mình kết nối với sao card thôi nha các bạn. Còn kết nối từ thiết bị này ra loa máy tính. Còn sao card của mình không có chức năng phát nên mình phải là sử dụng mình mua cái này để có thể phát từ sao card ra loa máy tính. Đây, mình mở video này. Giờ mình sẽ mở loa lên. Mình sẽ mở loa lên. Các bạn có thể thấy âm thanh đã ra loa máy tính. Như vậy với thiết bị này các bạn có thể biến những thiết bị không có chức năng thu và không có chức năng phát Bluetooth thành những thiết bị có chức năng thu và phát Bluetooth. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách kết nối
cũng như sử dụng thiết bị thu phát Bluetooth này. Nó có giúp các bạn biến những máy tính để bàn không có chức năng thu phát Bluetooth thành những thiết bị có thể phát không dây, cũng như sao cạc này của mình thành thiết bị phát không dây. Hy vọng video này giúp ích được các bạn. Nếu thấy video này có ích, các bạn có thể nhấn like, share và đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.